ta quên đường về chân nguyên ơi chân nguyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian chân nguyên người vẫn trong trông chờ ta trở về mải mê trong chốn chân lao chìm trong hình sắc xôn xa, xa từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân nguyên ơi Thank you. trần lao chìm trong thinh sắc xôn xa từ ấy ta quên đường về ta quên đường về chân nguyên ơi hôm nay chúng ta học à, tập đế tiếp tục tập đế có nghĩa là nguyên nhân của đau khổ nhưng bài học hôm nay rất là xuất sắc à, chúng tôi mong đại chúng à, lắng nghe và nó không đơn giản à, tuy vậy nó lại rất gần gũi vì khi nói tới bản chất của như à, kỳ trước chúng tôi giới thiệu tập đế có nghĩa là đang nói nguyên nhân của đau khổ mà những nguyên nhân đau khổ mình có thường tạo tác không? Thường lắm. Không những thường tạo tác ngay trong đời này mà mình đã từng tạo tác như thế nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mình đã từng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng đặc biệt là chúng ta cái chuyện quan trọng như vậy mà chúng ta lại không rõ biết một cách trọn vẹn. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng rất là cầu Phật gia hộ cho đại chúng tâm rất là tĩnh lặng. Tĩnh sáng để có thể nghe thấm nhường và ngay trong buổi học này mình sẽ chân thành phát tâm không đi con đường đen tối đó nữa. Ít nhất làm được cái gì phải làm. Rồi cái gì chưa làm nổi thì từ từ. Nhưng mà cái gì dễ dàng phải làm thì đó mới không phụ cái tấm lòng từ bi của Phật. Phật giảng rất nhiều, mục đích cho chúng ta chấm dứt khổ đau thôi. Đó là mục đích duy nhất. Phật dạy rất nhiều suốt 49 năm chỉ để cho chúng ta được giải thoát, được thành Phật thôi, mục đích duy nhất. Hết đau khổ và thành Phật là mục đích duy nhất để đạo Phật có mặt ở cuộc đời này, để đức Phật có mặt ở cuộc đời này để thiền tông có mặt ở cuộc đời này để vua u có mặt và để đại chúng có mặt tại thiền viện cho nên nếu chúng ta không nhắm ngay cái chuyện quan trọng đó mà mà thực hành thì đúng là mình nghiệp chướng nặng nề trí tuệ quá mê mờ đó là một rất là quan trọng thưa đại chúng tiên chúng tôi xin giới thiệu tổng quan về thế gian và xuất thế gian mình nhìn một cách tổng quát. Đây là phần chúng tôi cũng giới thiệu đây là phần của chúng tôi. Soạn. Trước nhất chúng ta phải hiểu là ba cõi chỉ là tâm. Khi nhìn ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới trong thế gian này chỉ là tâm thôi. Và vạn pháp chỉ do thức thôi. Trong đó cái chân tâm thanh tịnh trùng khắp hiện tiền của tất cả chúng ta đều có đủ Đó là một sự giác ngộ từ lục tổ huệ năng Để từ đó nếu bản thân của Ngài tâm thanh tịnh trùng khắp luôn luôn hiện tiền Thì tâm thanh tịnh của chúng ta có đang hiện tiền không? Ai giờ này tin rằng nó đang hiện tiền? Xin giơ tay lên Đang hiện tiền đang thanh tịnh hoàn toàn, đang trùm khắp. Trùm là trùm ở đâu? Trùm sáu căn, trùm thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm thanh tịnh chúng ta đều trùm khắp. Và trùm nơi mỗi chúng ta. Mỗi hành động, mỗi lời nói đều là tâm thanh tịnh, bắt đầu từ tâm thanh tịnh. Và cái tâm thanh tịnh này chúng ta tìm hiểu về nó. Về cái thể của tâm thanh tịnh á thì nó vốn là vô tướng, không thấy. Nhưng bản chất của nó là thanh tịnh trùm khắp bất động. Và có một đặc tính rất hay là từ tâm thanh tịnh này mà sanh muôn pháp. Pháp lành chúng ta tạo ra cũng từ tâm thanh tịnh, mà những pháp ô nhiễm, sân si, chấp ngã tạo ra cũng từ đâu? từ nguồn tâm thanh tịnh mà chúng ta không biết giữ gìn, chúng ta lại trộn lẫn với hôm nay bài học hôm nay là phiền não sân si chấp ngã mà tâm thanh tịnh nó chuyển qua thành tâm ô nhiễm tạo nghiệp. Cho nên tướng dụng của tâm thanh tịnh chính là cái biết qua sáu căn và qua cái biết này nó vốn bất động nó vốn hằng tỉnh lặng tỉnh có nghĩa là sáng suốt rõ ràng thường biết và lặng là nó chưa từng phải dính mắt phải sân si và thưa đại chúng trong cái dụng tỉnh lặng đó thì khi từ cái cảnh giới xuất thế gian giải thoát như thế nó bước vào nhập thế thì nó chuyển thành hai cái dụng một cái dụng tịnh và một cái dụng nhiễm từ cảnh giới xuất thế gian từ cảnh phật với tâm thanh tịnh bình đẳng của tất cả chúng ta đang có bây giờ nè trước phật có khi nào chúng ta sân si đâu đi chơi mà thật sự vui vẻ cũng chưa bao giờ có khởi niệm sân si nhưng mà nhiều khi đi chơi cũng sân không cũng sân cũng bực nếu bản ngã mình có vấn đề tư tưởng mình ý kiến mình có vấn đề liền cũng mất cái thanh tịnh thì cũng vậy tâm thanh tịnh luôn luôn có mà và khi mà chúng ta bước qua diệu dụng tâm đó là bản thể thanh tịnh vô tướng bước qua diệu dụng thì đầu tiên là nhập thế nó mang tính chất thanh tịnh hiền thiện thì lúc đó tám thức tâm vương của chúng ta không phải là sáu thức, không. Bề nổi thì chúng ta biết sáu thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chúng ta biết rõ năm điều này không? Mắt, xin chỉ vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân là khi nào? Khi chúng ta đánh ai đó chúng ta đang sử dụng thân. Nhưng mà đánh như vậy thì dụng tịnh hay dụng nhiễm? Dụng nhiễm dụng sân si nhưng mà chúng ta lấy bàn tay để đỡ một người té thì đây là dụng dụng tịnh hay là hôm nay nam phật tử thiền viện vua u vừa phát tâm gánh vác việc nhọc nhằn của nhà bếp mỗi tháng một lần thì đó là dụng tịnh hay dụng nhiễm dụng tịnh vì dụng đó an vui cho mọi người và trước nhất là an vui cho mình mình tạo một nhân lành quý vị phải tin rằng làm lành có quả lành chắc chắn như vậy mình làm một chứ cái quả nó lớn vô cùng không thể tính kể cho nên trong kinh phật có kể một câu chuyện những chú bé chơi thôi thấy phật và tăng đoàn đi ngang qua đang chơi cát thì có một em bé nói không mình sẽ làm thành cát thành những kinh thành và dân cúng phật Phật từ bi ngồi chờ những em bé nặng cát thành những cái cung thành cung điện và dân cúng Phật và với lời hứa khả của Thế Tôn thì với một hành động thiện đó sau này em bé chính là vua A Dục Vương vậy hàng ngày nếu chúng ta làm với tâm thiện mình có nhân quả tốt không ngay bây giờ và tương lai nhưng nếu chúng ta làm bằng tâm sân si thì dùng thiện hay dùng bất thiện bất thiện không lành chút nào chúng ta có quả báo không có chúng tôi đang tiếp tục trình bày trong cái tâm thể thanh thịnh muốn chuyển qua cái dụng thì nó sẽ có dụng tịnh từ đang giới thiệu dở gian quý vị năm thức đầu tiên mắt tai mũi lưỡi thân gọi là năm thân thức năm cái thân thức này nó có thêm cái tâm thức đầu tiên mình quen thuộc chính là ý thức ý thức là thức thứ sáu cộng vô vừa nhìn cái mình nó à thích thì nhan đẹp vừa nhìn cái mình nó bực quá à. không như ý mình mình thích vậy vừa nghe cũng vậy mình cũng lựa chọn đó là sự xuất hiện của ý thức thứ sáu cộng tác vào có hai phần chìm ở trong chìm sâu mà chúng ta khó thấy Chính là thức thứ bảy và thức thứ tám Thức thứ bảy là chấp ngã Phân biệt nhưng mà phân biệt theo bản ngã Mà một thí dụ quen thuộc chúng tôi hay dùng là khi ăn chè Ly chè giống nhau, ly chè mỗi người đều múc từ một cái nồi Nhưng mà huynh này nói trời ơi ngon, ngon ơi là ngon và trong thời gian vừa qua Thiền viện hay gặp cảnh này lắm Mời chè ra đầu tiên nó thôi tiểu đường con ăn Bốn ly cái ba bà, bà ăn Một bà không ăn Thì thôi cũng tùy hỷ Nhưng mà sau khi ăn rồi Thì ba bà đều nói Trời ơi, ngon quá ngon quá Thế là Phật tử thứ tư liền nói Để tôi thử miếng coi Thử rồi nó ồ ngon thiệt thôi Cái vấn đề tiểu đường không có đâu Còn tiếp tục con ăn Vậy thì bây giờ chúng ta mới thấy cái pháp tu chỗ nào ăn chè là cái gì tiếp xúc cái giờ đó cái gì làm việc cái lưỡi nhưng mà cái tay không hoạt động thì có dọc cái lưỡi được không cái tay cũng hoạt động chỗ này là tâm nè tam giới duy tâm nè tất cả trong ba cõi đều từ tâm nè mà vạn pháp có nghĩa là tất cả cái gì hoạt động trong thế gian này gọi là pháp đều là từ thức cả nè thấy ly chè là cái gì thấy mặc thấy nhưng mà thưa quý vị có phải tự nhiên thấy không không trùng khắp là cái thấy đầu tiên nó trùng khắp nó không có dính một cái pháp nào hết mình có cái muốn thấy thấy coi mấy sư cô đãi cái gì đây mới bắt đầu khởi cái niệm muốn đó, đó Ha, muốn đó là dục thắng giải niệm định tuệ là gọi là biệt cảnh đây là tiếng chuyên môn của duy thức học thì có một cái muốn nhìn Nhìn rồi thì mà muốn nhìn thì nó phải đi tiếp một cái pháp kế tiếp là Xúc tác ý thọ tưởng tư Năm pháp kế tiếp nữa Xúc có nghĩa là mắt tiếp xúc với ly chè Nhưng mà tiếp xúc cái ly hay tiếp xúc cái cái thức ăn trong ly Thức ăn trong ly Xúc tác ý khởi niệm lên Đây là chè Thọ cảm thấy ờ uh, ok hay không ok chứ nhiều khi nhìn vô chè rồi mà thấy trời múc vô duyên tèm lè mà dơ quá không ăn đâu nhưng mà thấy ờ uh, rất là trang nghiêm nhìn không những là chè này mình thích nha mà nhìn hình tướng dọn nó nhìn nó cũng có vẻ trang trọng có vẻ lịch sự thọ ok bằng lòng phiêu linh đó Chỉ chấp nhận tưởng đây là chè và mình chấp nhận cái chè này tư suy nghĩ về nó và chấp nhận ăn những niệm nó ly liên tục như vậy đó thưa đại chúng nếu chúng ta học duy thức học kỹ hay nói chắc, nói chung đó là môn tâm lý học của phật giáo kỹ và sau khi xúc tác ý thọ tưởng tư rồi rồi mình mới biết dục thắng giải niệm định huệ mình chấp nhận nó mình biết về nó và mình biết đây là thức ăn mình ăn được thì bắt đầu cái gì có khi bạn ngã mình xuất hiện Mình đang uống thuốc tiểu đường Tiểu đường mình đang cao Hoặc nói chưa nhưng mà bác sĩ nói coi chừng ở một trận ranh giới phải cẩn thận Thì tự nhiên nghe tới chữ chè mới đầu là thích rồi Nhưng mà tới đây không thích Không thích, không dám ăn, bò xuống Còn cái bên thích là bắt đầu tác ý để cầm cái ly chè lên Rồi cầm không được không? Nó phải di chuyển đến mình Thưa đại chúng, mình sử dụng một cái nguồn trí tuệ như biển mà không bao giờ mình ý thức hết. Giống như một đứa con được cha mẹ thương không bao giờ thấy hết tình thương của cha mẹ. Mình được cái tâm của mình bảo bọc mình không bao giờ mình thấy hết diệu dụng của tâm đã nuôi dưỡng mình như thế nào. Tâm mình đã hoạt động vi diệu, tất cả cơ bắp này được điều hành một cách vi diệu và nó đã di chuyển và một cái muỗng đã được nhìn tới tìm kiếm coi có hay không và nó được kết hợp một cách tinh vi nhiệm màu để cuối cùng thức ăn mới vào miệng mình được và khi vào miệng thì thưa đại chúng cái gì hợp tác tiếp tục miệng mình phải biết mở ra có một sự chuyển động của môi của miệng rồi lưỡi mình phải tiếp xúc với thức ăn và sau đó là cái gì một sự chuyển động để thức ăn mới qua được thực quản sự chuyển động này chính là sự có mặt của tứ đại nào phong đại di chuyển chuyển động di chuyển tại vì khi gần người già mình mới chiêm nghiệm mình thấy có những người già ăn được ăn không được không chuyển động nữa mình đang được tất cả những thuận lợi nhất mà có ai nói rằng con quá hạnh phúc con tri ân cha mẹ con đã tạo nên thân tướng này con tri ân đức phật dạy cho con hiểu biết để con trở thành người hiền thiện và bây giờ con quá hạnh phúc hình như chưa bao giờ nghe nói lúc nào cũng tham cái gì đó chưa hạnh phúc và khi ăn thì lưỡi có cái biết đây là ngọt đây là không ngọt vừa ăn hay sao đó thì thưa đại chúng lúc đó chính là Cái biết của chân tâm đang có mặt qua lưỡi Và bây giờ đến chỗ bản ngã để thấy sự khác nhau nè Để giới thiệu ý thức nè Cái ngọt là đúng độ đó thôi nhưng mà người tiểu đường thì nói Vậy thì còn tạm được nha Chứ thêm chút nữa tôi không dám ăn đâu à, Tôi sợ đường cao Quý vị thông cảm chỗ đó không Cho nên cùng một ly chè mà người chưa bệnh nói không tôi thích đường thêm người mà mà có bệnh thì dè dặt đối với chữ chè cho nên cái khác biệt đó cái niệm khởi đó là do cái gì thúc đẩy bản ngã của mỗi người quý vị thấy thấy sự xuất hiện của bản ngã hay chưa và lúc nào cũng vậy nghe một câu đó đang khen nhưng mà khen ai mới được nếu khen mình thì cái con người mà liên quan tới cái lời khen đó cảm thấy vui còn những người khác cảm thấy ở uh, bình thường nhưng những người mà đang bất đồng với cái người được khen đó cảm thấy không chấp nhận cho nên cái ý thức thứ sáu nó là lệ thuộc nơi bản ngã vì nghe hiểu tới đây không cho nên cẩn thận chớ bao giờ tin theo ý thức vì ý thức của mình chưa hẳn là đúng Chưa hẳn là chân lý Và cuối cùng đến cái thức cuối cùng Xin giới thiệu lứa qua nữa Chính là thức thứ 8 Thức thứ 8 là một kho tàn thức Tích lũy những kiến thức Và thưa đại chúng Nhiều đời nhiều kiếp Chứ không phải chỉ hôm nay Bằng chứng rằng ngay đời này thôi Mình đã thấy có những điều Từ lâu Thí dụ một bài hát từ lâu không hát nhưng mà đó là bài hát ngày xưa mình thích thì tự nhiên hôm nay mới đầu người ta hát thì lâu lâu mình vuốt đuôi được một chữ nhưng nghe lần thứ hai thì mình có thể vuốt đuôi được nguyên từng đoạn ngắn và nghe nhiều lần thì mình có thể hát được khác với một người chưa từng nghe thì học thuộc bài này khó hơn quý vị cảm nhận được điều này không thành ra cái sự khác nhau đó chính là do có cái tàng thức cái kho chứa những cái hiểu biết của mình. Và cái tàng thức này nó cũng khiến cho có những thiên tài xuất hiện. Hôm nay Việt Nam có thiên tài âm nhạc tên là gì? evenly Ly. Chú bé 4 tuổi thôi. Ngồi đàn piano những cái đoạn nhạc nổi tiếng và chú cũng soạn nhạc mà cái thiên tài của chú được thế giới tôn trọng. Cũng như vậy, về mặt khoa học, về mặt toán học vân vân, có nhiều thiên tài xuất hiện thì từ đâu xuất hiện? Chính là còn giữ những cái hiểu biết ở trong tàng thức. Hôm nay chúng ta đến nghe pháp cũng khác nhau. Có những người nghe hiểu dễ dàng, nhưng mà có những người nghe cảm thấy hơi khó tại vì mới nghe lần đầu không những học hôm nay lần đầu mà có thể trong đời này mới học lần đầu hay là nhiều đời trước chưa từng học nhưng có những người sẽ nghe hiểu một cách dễ dàng hiểu thông suốt hiểu thấu đáo vì nhiều đời trước đã từng chiêm nghiệm về vấn đề này thì thưa đại chúng đại chúng tôi đang nói dài dòng để giới thiệu về thức thứ bảy và thức thứ tám mà tất cả chúng ta đều có ở đây với tướng dụng tịnh có nghĩa là tám thức tâm vương của chúng ta sẽ bị chi phối bởi trước nhất những tâm sở trước nhất là tâm biến hành muốn xúc rồi tác ý thọ tưởng tư rồi năm biệt cảnh có nghĩa là năm cái hiểu biết riêng biệt về cái cảnh tiếp xúc và sau đó nó sẽ phát sinh những tâm sở thiện tâm sở thiện gồm có gì tính là tin tâm sự thiện là tin tấn không những tin vừa qua chúng ta học tin ai tin mình có năng lực tin những lời dạy giúp chúng ta chuyển hóa nghiệp chướng xấu ác tin điều đó và tin lời dạy sẽ giúp chúng ta ứng dụng tốt đẹp tin ba mặt tin mình tin người và tin pháp ba phần và sau đó là phải tấn có nghĩa là tin tấn thực hành Hiểu rồi, nghe rồi, không làm Thì không phải là tâm thiện Có tàm, có quý Có nghĩa là biết xấu hổ Nếu mình cứ làm điều xấu dở Và không những xấu hổ với người Mà còn tự hổ thẹn Không ai biết mình vẫn Cảm thấy tự trách Và sau đó tâm thiện là không tham Không sân, không si Quý vị nên nhớ tâm thiện là Không tham, không sân, không si Có nghĩa là nếu tham, sân, si là Bất thiện không lành không thiện và tâm thiện kế tiếp để chúng ta giữ gìn chính là trạng thái khinh an nhẹ nhàng trạng thái không có phóng vật buông lung cái buông lung này trong cái tư tưởng trong hành động trong lời nói chúng ta không có kiềm chế được chính là phóng vật buông lung và trạng thái kế tiếp của thiện là hành xả sống luôn luôn chánh niệm và buông xả, không trụ, không chấp và cuối cùng là bất hại. Không hại cho mình, không tạo nghiệp xấu ác và không hại cho người. Đó, thì đó là 12 tâm thiện. Trong khi tâm bất thiện thì thưa đại chúng, lưu ý nha. Bất thiện 26 tâm sở. 26 trạng thái bất thiện sáu trạng thái đầu tiên chúng ta đã học là sáu trạng thái căn bản là tham sân si mạng nghi ác kiến tuần rồi chúng ta đã học tham sân si là ba cái tâm bất thiện dễ hiểu rồi phải không nhưng mà còn điều phục hay không thì cũng chưa biết đây tham là sân si mạng là ngã mạng khiếu căng nghi là nghi ngờ nghe gì cũng nghi hết để tóm tắt là khỏi làm gì hết đâu còn hoàng đó nghi và ác kiến có nghĩa là những cái hiểu biết sai lầm trong đó có bốn loại ác kiến thần kiến thấy thân này là thật thân này là mình và cứ lo phục vụ cho nó mà tạo nghiệp không sợ hãi tranh đấu không phân nghĩa là thiện ác gì cả miễn là phục vụ cho thân thân kiến biên kiến có nghĩa là chấp thường chấp đoạn chấp thân này là mãi mãi con chết rồi vẫn còn mãi thì đó là tà kiến biên kiến và một bên là chấp chết là hết cho nên muốn làm gì làm đâu sợ đâu chừng nào chết hết à cho nên tôi buồn quá tôi tự tử tôi chết là hết thì đó là những cái nó thuộc về ác bất thiện thì xin ôn bài một chút như vậy